Chương 269: Đào Công Tử. Ở thành cổ Lạc Nguyệt cũng thường xuyên xuất hiện món đồ mà người ta muốn tìm kiếm, cho nên bọn họ tất nhiên là thích lưu lại trong tòa thành này. Đã hơn một năm trước khi Tuyết Nguyệt Thánh Viện xây dựng, Vân Hải Tông bị diệt môn, Hạo Nguyệt Tông cùng Bằng Tuyết Sơn Trang đều chọn lấy không ít đệ tử ưu tú tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng qua thời gian phát triển hơn một năm, mấy đại tông môn này lại ra đời một loạt nhân vật chói mắt. Tỷ như Giang Sơn, đệ tử đứng thứ nhất Hạo Nguyệt Tông, cùng người thứ hai Đào Công Tử Lãnh Nguyệt, còn có Băng Nguyên của Băng Tuyết Sơn Trang. Những người này đều có thành danh hiển hách như lưu tình quật khởi. Nhất là Đào Công Tử Lãnh Nguyệt là người chói mắt nhất trong ba người. So với việc Giang Sơn kiềm tốn, Lãnh Nguyệt thường xuyên ra ngoài hành tẩu, đào phòng của hắn nhập cốt, giết người như ngoé, cực ít người có thể khiến cho Đào Công Tử phải xuất đào thứ hai. Thậm chí hắn gặp các đối thủ cơ bản không cần xuất đào. Đao của Đào Công Tử xuất thần nhập hóa, nghe nói khi ở Linh Vũ Cảnh tầng thứ 3 hắn đã có thể lĩnh ngộ đào thế. Tới Linh Vũ Cảnh tầng thứ 6 thì đào thế càng tinh tế vô cùng mạnh mẽ. Nay tu vị Đào Công Tử đạt tới Linh Vũ Cảnh tầng thứ 8, nhưng bằng vào cảnh giới tinh tế của đào pháp, mặc dù là người tu vị Linh Vũ Cảnh tầng thứ 9 cũng chưa chắc địch nổi. Đao của Lãnh Nguyệt không có tùy tiện lấy ra, mà đã lấy ra thì phải giết người. Cũng vì vậy cho nên Lãnh Nguyệt mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, được gọi là Đào Công Tử. Tất cả mọi người đều biết nước Tuyết Nguyệt có 8 thanh niên nổi tiếng lợi hại nhất, được xưng là Bát Đại Công Tử, mà Lãnh Nguyệt được xưng là Đào Công Tử, hiển nhiên là một trong 8 thành đối với gã. Cho là trong tương lai hắn trở thành một trong 8 vị công tử kia. Thiên Sơn Tử Lâu nằm ở giữa thành cổ Thi Nặc, rất nhiều người tới đây nghỉ chân uống rượu. Thiên Sơn Tử Lâu cực kỳ nổi tiếng ở trong thành cổ Thiên Lạc. Ở chỗ này người ta có thể kiếm được tin tức nhanh nhất, mới nhất, cho nên rất nhiều du khách thích tới nơi đây. Trong lúc này, ở trên mặt sàn gỗ đàn hương trải trên nền nhà, một thân hình chậm rãi tiến vào, lập tức khiến cho tử lâu ồn ào lập tức an tĩnh. Có đào ý, ý cảnh đào ý rất mạnh. Ánh mắt mọi người tập trung, người cả tử lâu trên dưới đều nhìn hướng tử lâu. Chỉ thấy một thanh niên ăn vận bình thường chậm rãi tiến vào. Người thanh niên này toàn thân không có chút khí thế, đẹp đẽ quý phái, vóc người cao ròng ròng, thậm chí không được coi là tuấn tú, duy chỉ một chút xuất sắc sau lưng y có đeo một cái vỏ đào. Đó là vỏ đào trông khá cổ xưa, thậm chí còn mang theo một chút vết rỉ sét, không biết là đào đã có tự bao giờ. Cái chính là vào khoảng khắc khi người thanh niên bình thường này bước chân vào tử lầu, toàn bộ tử lầu yên tĩnh không một tiếng động, bởi vì trên người thiếu niên này có một cái cỗ đào ý, mặc dù không rất mạnh nhưng dường như có khả năng bùng nổ bất cứ khi nào. Đây mới thực sự là đào, một đào giết người. Người thanh niên này thoạt nhìn làm người ta có cảm giác giống như đào. Sau khi người thanh niên đi tới, thản nhiên liếc một cái đám người, mọi người lập tức cảm giác như bị một thanh đào đâm tới, mọi người đều không rời mắt ra được. Tuy nhiên lúc này người thanh niên dừng lại, ánh mắt giống như đào sắc bén rơi vào một thân người. Người này đeo mặt nạ bằng đồng, trên người mang theo hơi thở vô cùng bá đạo, là hơi thở của đào. Người này giống hắn là đào tù, nhưng mà người này là đào bá đạo, còn hắn là thanh đào sắc bén. Một nụ cười châm chọc hiện lên trên khóe miệng hắn. Người thanh niên chậm rãi rời tầm mắt đi, túy tìm một chỗ ngồi xuống, bởi từ khi hắn tới không khí tửu lầu sinh ra vài phần áp lực. Bá đào, thế nào? Lầm vào ngồi cạnh làn càn gỗ, trên tầng 2 nhìn ánh mắt bá đào, thấp giọng hỏi. Rất mạnh, ta không phải đối thủ, cho dù thực lực hay cảnh giới vẫn là cảnh giới đào đạo. Bá đào thấp giọng đáp tiếp. Thực lực quán là Linh Vũ Cảnh tầng 8. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên là nhận ra đối phương rất mạnh, Linh Vũ Cảnh tầng 8. Hơn nữa đào ý chắc là khi tiến vào cảnh giới nhập vì tán mà lại ngừng. Hắn là mọi người có cảm giác được trên người hắn có đào ý mạnh mẽ, nhưng mà không để ý cho đào ý hoàn toàn phóng xuất, mà chỉ là thể hiện nhẹ nhàng, kiểu như hắn không cần phải khống chế mà bản thân nó tự nhiên đã vậy. Đây là thể hiện cảnh giới nhập vì phi diệu tùy tâm tùy ý. Hơn nữa đối phương có thực lực Linh Vũ Cảnh tầng 8, có thể giết chết người ở Linh Vũ Cảnh tầng 9.
Hơn nữa người này trẻ như vậy, không chênh lệch với hắn là bao. Nhưng mà hắn lại rất kiêu ngạo, không bằng ngày. Bá Đào bổ sung thêm, Lâm Phong lờ lụ cười không nói gì. Tò mồm. Lúc này một cái giọng trầm chọc truyền tới. Bên cạnh bàn của đám Lâm Phong đang ngồi là 4 người, 2 nam 2 nữ. Người nói là một thiếu nữ nhìn sang Lâm Phong cùng Bá Đào cười lạnh. Thật tò mồm, không biết ngượng. Lãnh Nguyệt sư huynh của Hạo Nguyệt Tông ta hiện nay có thiên phú mạnh nhất, chính là người được gọi là Đào Công Tử. Tương lai giống như đại bằng công tử của Hạo Nguyệt Tông, là một trong 8 vị công tử. Các người là cái thá gì? 4 người này nói là kiêu ngạo không có ai ra gì, nhưng lời bọn họ chắc là đệ tử của Hạo Nguyệt Tông. Họ tự hào vì đại bằng công tử cùng Đào Công Tử. Đào Công Tử, một cái tên thật cuồng. Bá Đào lẩm bẩm lập tức thấp giọng, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói tới. Lấy Đào làm ngoại hiệu, ba chữ Đào Công Tử quả thật là cuồng. Răng rắc, tiếng vang truyền tới bàn bọn Lâm Phong đang ngồi. Lan can bên cạnh trực tiếp vỡ vụn. Ở chỗ bị chém gãy vô cùng chỉnh tề, giống như là một cái thanh đào cực sắc. Lâm Phong nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Đào Công Tử Lãnh Nguyệt Tông ngồi đó, bình tĩnh nhẹ lần nì rượu uống một hơi. Lập tức đem nì rượu đặt trên bàn, giọng lạnh nhạt từ miệng hắn nói, lần sau nói chuyện phải chú ý chừng mực. Giọng nói không thật là bình tĩnh, không che giấu sự kiêu ngạo bên trong. Không hổ là Đào Công Tử, thật là lợi hại, ta thậm chí không thấy hắn xuất đào. Có người thầm thì, còn Bá Đào thì lập tức đứng dậy, trên người lộ một ý bá đạo. Ngồi xuống. Lâm Phong lạnh lùng nói, làm Bá Đào lập tức ngừng mắt, lập tức ngồi ngay xuống, mắt lộ sát ý lạnh lùng. Uống rượu đi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Bá Đào tay cầm rượu uống một hớp, bóp nát cái chén trong tay. Y vẫn chỉ là đầy tớ, bởi kiêu ngạo không nghe lời, y bị bán tới phòng đấu giá, được Lâm Phong mua về, còn được cho y tự do lên tiếng. Nhưng tính tình Bá Đào vẫn thế, rất nóng nảy, đồ không biết tự lượng sức mình. Giọng châm chọc bên cạnh lần nữa truyền tới, làm đôi mắt Bá Đào nhào lại. Nhưng Lâm Phong cùng Mộng Tình thì bình tĩnh, mặt không có chút dao động, giống như bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Đào Công Tử Hạo Nguyệt Tông, Lâm Phong thì thầm trong lòng rồi khe khẽ cười. Gần nửa năm không xuất hiện, dù tẩu, thế giới bên ngoài hoàn toàn đổi thay. Nửa năm qua hắn ở trong phủ thành chủ mà tu luyện tàn hồn thiên thuật, nghiên cứu trận pháp cùng với thuật luyện khí, luyện đàn. Nhưng càng đào sâu nghiên cứu, hắn càng tới tự thân thiếu sót, thứ hắn cần phải nâng cao thật quá nhiều. Tầm mắt của hắn không nên chỉ giới hạn ở một cái tuyết nguyệt nhỏ nhỏ trong những cái mẩu ký ức ngắn ngủi của vị tôn giả hùng mạnh kia. Những đại năng giả chỉ cần phất tay một cái là khiến cho lòng trời lở đất. Chương 270. Mộng Các. Hai đôi nam nữ bên cạnh thấy đám Lâm Phong im lặng đều cười nhạo, rồi sau đó không hề để ý đến bọn Lâm Phong. Sư huynh, huynh có biết lần này Lãnh sư huynh tới thành cổ thiên lạc làm gì không? Đương nhiên lần này là Lãnh Nguyệt sư huynh tới thành cổ thiên lạc vì một thanh đào. Một người đàn ông trả lời. À, cô gái kia lụ cười lở xa, quay qua nhìn mọi người xung quanh lại nói. Đào pháp Lãnh sư huynh lợi hại vậy rồi, còn có đào nào có thể thu hút huynh ấy? Đây nhất định là một thanh đào rất lợi hại. Tàn Nguyệt đào, linh khí thượng phẩm, muội nói lợi hại không? Người đàn ông Hạo Nguyệt Tông mỉm cười nói. Nghe vậy đôi mắt đám người xung quanh lóe lên, trong ánh mắt lệ ra dị sắc. Quả nhiên là Đào Công Tử xuất hiện trong thành cổ thiên lạc vì Tàn Nguyệt đào. Bọn họ từng nghe nói tới tin tức rằng Tàn Nguyệt đào sắp được bán đấu giá ở thành cổ thiên lạc, cho nên rất nhiều người tới đấy vì điều đó. Linh khí thượng phẩm, chẳng phải rất nhiều người muốn có được sao? Hả, có Lãnh Nguyệt sư huynh còn ai dám muốn, trước khi họ là địch thủ của Lãnh Nguyệt sư huynh, đối địch với Hạo Nguyệt Tông ta. Đám người kẻ sướng người họa, hiểu được ý người họ, bọn họ đã đang uy hiếp, ai dám tranh giành đào với Lãnh Nguyệt sư huynh tốt nhất hiểu. Cô gái Hạo Nguyệt Tông kia sao không biết Lãnh Nguyệt tới đây vì cái gì? Rõ ràng cố ý nói thế, đám người này ăn nói mang theo cái vẻ kiêu ngạo hơn người. Nhưng mà không ai trong đám người ở đây dám phản bác họ. Trong thành cổ thiên lạc này, Hạo Nguyệt Tông quả thực là thế lực không nhỏ. Hơn nữa lúc này Đào Công Tử Lãnh Nguyệt cũng đang ngồi trước mặt. Linh khí thượng phẩm, mắt Lâm Phong hơi sáng. Hôm nay hắn cũng biết được cấp bậc binh khí. Ngoài trừ binh khí bình thường thì đó là linh khí. Linh khí có linh, chém sắt như chém bùn, có thể chém được ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Mà linh khí có cấp bậc chia làm 3 loại: thượng,
trung và hạ. Lâm Phong từng lấy được không ít linh khí ở trong tòa cổ điện dưới vách núi trùng cổ của Vân Hải Tông, đều là linh khí hạ phẩm và trung phẩm, còn thượng phẩm cũng có nhưng không nhiều. Ở Tuyết Nguyệt, vô luận là linh khí đan dược đều rất hiếm, nếu có thể có một linh khí thượng phẩm cũng rất hiếm có. Mà với linh khí cao cấp hơn là huyền khí, có quá ít huyền khí ở nước Tuyết Nguyệt, cường giả huyền vũ cảnh rất ít người có thể có. Về phần Lâm Phong, cho tới giờ hắn chưa từng gặp một huyền khí nào. Bá Đào, người muốn tản Nguyệt Đào hay không? Lâm Phong nhìn Bá Đào khẽ hỏi. Nghe vậy mắt Bá Đào ngừng tụ. Bá Đào là đào tù, tất nhiên thích đào, có bảo đào sao mà không muốn. Muốn, Bá Đào gật đầu, nhưng tuyệt không nói thêm. Tính cách y là vậy, nghĩ thế nào nói như vậy. Tốt. Lâm Phong thản nhiên gật đầu không nói thêm. Lát sau, Lãnh Nguyệt dưới lầu buông chén rượu cầm trên tay, lập tức bước chân khỏi tử lầu Thiên Sơn. Khi hắn tới chỉ một mình, khi đi cũng chỉ một mình. Vừa rời khỏi cửa, cỗ đào ý vô hình kia vô hình biến mất, bầu không khí đầy để nén cũng không còn. Sư muội, chúng ta đi thôi. Vài tên đệ tử Hạo Nguyệt Tông bên cạnh Lâm Phong cũng đứng lên, bước khỏi tử lầu. Đợi bọn họ đi khỏi, Lâm Phong nói với Bá Đào. Ngươi còn không đi hỏi xem bảo đao của ngươi ở đâu? Thần sắc Bá Đào ngừng lại, lập tức hiểu ý. Y đứng lên sang bàn bên rượu cạnh hỏi, Tản Nguyệt Đào xuất hiện chỗ nào? Hai người ngồi ở bàn rượu ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn Bá Đào là cười lạnh. Ngay cả người cũng hỏi Tản Nguyệt Đào ở đâu. Dầm, nơi hắn vừa dứt một cỗ đào ý mạnh mẽ kinh khủng đột ngột phóng ra áp bách trên người gã. Cỗ đào ý này vô cùng mạnh mẽ khiến cả người run lên, khuôn mặt mang đầy sợ hãi. Ở Mộng Các, hôm nay Mộng Các bán đấu giá Tản Nguyệt Đào, người nọ kinh hoàng lắp bắp, lòng vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi đao thế của Bá Đào là phóng tới đao công tử Lãnh Nguyệt, cho nên hắn không cảm thụ sâu sắc. Lúc này đây đao ý của Bá Đào là giáng hết trên người hắn, làm hắn cảm thấy được như ngạt thở sắp chết. Thật là đao thế mạnh mẽ. Người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng này đào đạo hòa nhập vào cảnh giới thế. Dẫn đường, Bá Đào lại mở miệng, làm cho sắc mặt người đàn ông kia cứng đờ, vẫn ngoan ngoãn đứng lên. May mà vừa rồi hắn nói ra lời là thật, nếu mà vừa rồi lừa Bá Đào nhất định chết chắc. Vâng. Người nọ cứng ngắc, gật gật đầu đi tới hướng cầu thang của tử lầu. Lâm Phong cùng Mộng Tỉnh đứng dậy đi theo. Nhìn đám Lâm Phong rời đi, tử lầu bắt đầu náo nhiệt. Người vừa rồi là loại người nào đào ý thật bá đạo? Là người dùng đao khẳng định hắn cũng rất hứng thú với Tản Nguyệt Đào. Đúng vậy, còn đôi thanh niên nam nữ kia khí chất bất phàm. Tuy rằng đối mặt với đao công tử bọn họ có vẻ yếu thế, không có nghĩa là bọn họ không muốn Tản Nguyệt Đào. Sao ra lần này náo nhiệt đây? Đám người xì xào bàn tán, có một số người thậm chí đứng lên cùng tới Mộng Các. Nghe nói trong Mộng Các hôm nay ngoại trừ bán đấu giá Tản Nguyệt Đào còn xuất hiện hai món trọng bảo nữa. Mộng Các là một trong ba lời giao dịch của thành cổ Thiên Lạc, chứa một diện tích có tới hàng trăm dặm rộng lớn vô cùng. Thành cổ Thiên Lạc là một tòa thành cổ đã lưu truyền hàng vạn năm, tích lũy của nó còn nhiều hơn cả Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, cho nên là thường xuyên xuất hiện dị bảo. Với những người có được dị bảo thì sẽ tới đặt giao dịch trong các, hoặc là chính mình giao dịch cũng có thể ủy thác cho các giao dịch tiến hành bán đấu giá. Lúc này đám Lâm Phong bước vào trong Mộng Các, bên trong Mộng Các khá ồn ào. Các công tử tuấn giật phong độ, các cô gái thành tú xinh đẹp, bên trong Mộng Các khá ồn ào. Có các lão giả quần áo tả tơi, thậm chí là vô cùng nghèo khổ hệt như ăn mày, đều đủ cả trong Mộng Các. Những người này có người lập một chỗ bày hàng ngay trên đất, cũng có người đi xung quanh tìm kiếm vật mình muốn tìm. Công tử, cơ bắp huyền cấp thượng phẩm muốn không? Lúc này một người đàn ông trung niên đến bên cạnh người Lâm Phong, giọng nói làm Lâm Phong sửng sốt, lập tức mỉm cười nói lắc đầu. Không cần. Người đàn ông trung niên nghe Lâm Phong nói vậy liền bỏ đi, giống như là không hề có chuyện. Đây là chuyện gì? Ánh mắt Lâm Phong nhìn phía người dẫn đường, mắt hiện một tia nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên công tử tới thành cổ Thiên Lạc đúng không? Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu xác nhận. Chả trách, ra là thế. Người lọ lộ ra vẻ thông cảm. Thành cổ Thiên Lạc là một nơi giao dịch lớn nhất Tuyết Nguyệt. Hình thức giao dịch rất phong phú, bình thường người ta có thể dễ dàng để trên mặt đất giao dịch. Nếu là hàng không quá đắt, đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Có một số cường giả thực lực mạnh mẽ, cho nên không lo sợ. Họ đem bảo vật để trên mặt đất giao dịch, cũng không ai dám cướp đoạt. Còn hình thức thứ hai là tự mình tìm đối tượng giao dịch. Như người vừa rồi đã làm, y có công pháp cần đem đổi lấy nguyên thạch. Y đi tìm người có công pháp, hơn nữa còn có thể cung cấp cho y lượng nguyên thạch kia.
Còn các hình thức giao dịch thứ ba là đem bán đấu giá người có bảo vật giao cho Mộng Các xử lý giúp, Mộng Các giúp y bán đấu giá. Vì sao những người kia không tình nguyện, lại là tình nguyện chính mình tìm đối tượng giao dịch mà không giao cho Mộng Các bán đấu giá? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Mộng Các bán đấu giá hẳn là thù hơn người ta không quá nhiều thù lao mới đúng, nhưng lại phải bán được một cái giá rất tốt. Có mấy nguyên nhân. Thứ nhất là mỗi ngày Mộng Các chỉ đấu giá 10 đồ vật, vì thế người muốn giao cho Mộng Các bán đấu giá vật gì trước đó 3 ngày cầm đem đồ vật giao cho Mộng Các để họ chọn lọc. Nếu 3 ngày sau vật của người được chọn thì họ đem bán đấu giá, nếu không được lựa chọn thì họ trả lại cho người. Như vậy cho nên rất nhiều người không muốn đi theo con đường này. Hơn nữa nếu là vật phẩm bình thường cũng không có khả năng được chọn. Thứ hai, có một số người có tâm lý phòng bị tương đối mạnh, bọn họ không muốn đem bảo vật lấy ra cho người ta biết, cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy đem bán đấu giá cũng không an lòng, cho nên bọn họ càng muốn tình nguyện chính mình đi mò kim đáy bể. Nghe đối phương giải thích, Lâm Phong khẽ gật đầu. Quả thật là hai tình huống trên đều là tồn tại, hợp tình hợp lý, để bảo vật trên tay mình mới thật an tâm. Đây là một loại tâm lý rất nhiều người có, âu cũng là chuyện bình thường. Xem ra ta còn cần ở lại Mộng Các một thời gian, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lần này tới thành cổ thiên lạc, hắn muốn tìm mấy vật mà mình đang cần. Nhìn xem, đó là băng nguyên của băng tuyết sơn trang tới. Lúc này một tiếng hô kinh ngạc truyền ra, rất nhiều người chuyển ánh mắt hướng tới một nơi. Chỉ thấy nơi đó có một hàng người đang bước tới. Kẻ đi đầu, người lộ ra khí lạnh thấu xương rét lạnh, đúng là kẻ đã bước vào hoàng thành sau Lạc Nguyệt công, Lạc Tuyết công tử, đệ tử ưu tú nhất của băng tuyết sơn trang, Băng Nguyệt. Chương 271, mất mặt. Lâm Phong nhìn đám người kia, nhìn thấy ánh mắt Băng Nguyệt thì hơi khựng lại. Thật lạnh. Nghe nói băng tuyết sơn trang chỉ thu kẻ có vũ hồn các loại hàn băng, tất cả công pháp võ kỹ tu luyện đều thuộc tính hàn. Đám người này đi chung một chỗ khiến cho không gian nơi này lạnh rất nhiều. Linh Vũ Cảnh tầng thứ 9, Bá Đào khẽ nói. Lâm Phong thầm gật đầu. Vân Hải Tông bị diệt không phải không có lý. Trong những đại tông môn kia, Vân Hải Tông hơn một năm trước quả là yếu nhất. Điểm ấy nhìn ra được từ đệ tử tông môn. Đám người Băng Nguyên bước tới, rất nhiều người lập tức tránh đường. Băng Nguyên nhanh chóng đến chỗ Lâm Phong, nhưng bọn họ là phát hiện ra dường như Lâm Phong không hề có ý tránh ra mà cứ đứng nguyên nơi đó. Hử, nhiều người ngẩn ra, mấy người kia ai mà to gan tới vậy, thấy đám Băng Nguyên tới mà không có ý tránh. Băng Nguyên nhíu mày, phóng hàn băng tới ba người Lâm Phong. Xung quanh dường như là một cái tầng xương trắng di động trong không khí, một tầng khí lạnh cũng nhanh chóng phủ trên người Lâm Phong mang xương trắng. Lâm Phong vẫn đứng đó mắt bình tĩnh, một vòng năng lượng đột ngột hiện lên khiến quần áo Lâm Phong tung bay, sau đó xương lạnh bao trùm hắn xóa tan, không còn gì như chưa thể xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chỉ thấy trên người Lâm Phong dường như lóe lên một cái tầng lưu quang, sau đó xương lạnh tan đi. Xem ra kẻ này thực lực phi phàm, hèn chi thấy Băng Nguyên đến không có hề lui. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu chú ý tới Lâm Phong, kẻ này không đơn giản. Băng Nguyên, băng tuyết sơn trang, ngươi là người phương nào? Băng Nguyên dừng chân hỏi Lâm Phong một câu, ngữ khí lạnh như trước. Lâm Phong, một câu nói vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng. Nghe hai chữ Lâm Phong, đồng tử Băng Nguyên co rút. Lâm Phong, nghe hai chữ hắn nghe được không ít ở tông môn, là trưởng bối tông môn nhắc tới với hắn. Nửa năm trước Lâm Phong dùng lửa đốt thành, đại náo hoàng thành, ở hoàng thành không ai không biết, mấy người này thuộc cao tầng tông môn đều biết hắn. Lâm Phong chưa từng nghe, không biết đệ tử tông môn nào. Mọi người nghi hoặc, bọn họ chưa từng nghe đại tông môn nào xuất hiện một thiên tài tên Lâm Phong. Nhưng thần sắc Băng Nguyên dường như là nhận thức Lâm Phong, ngay cả mày cũng nhíu. Băng Nguyên đi vòng qua người Lâm Phong, mà đám người sau lưng hắn cũng căm tức nhìn Lâm Phong, lòng nghi hoặc tại sao Băng Nguyên sư huynh không giết cái này, cái tên ngông cuồng đó. Nhưng Băng Nguyên không nói gì, bọn họ chỉ có thể đi theo bước cạnh Lâm Phong. Lúc này một đạo hàn ý đột nhiên giáng xuống người Lâm Phong, hắn băng trưởng lực lạnh lẽo đánh đến hắn. Khóe miệng gợi lụ cười lạnh, Lâm Phong khẽ run tay. À, một tiếng hét thảm vang, người đánh đến Lâm Phong kia rũ tay xuống, mang theo xương lạnh đã bị phế. Người của băng tuyết sơn trang quay đầu nhìn người kia, nhất thời sắc mặt phát lạnh. Sư đệ, sao thế này? Hắn đánh lén ta. Người kia sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt dữ tợn. Đánh lén? Lâm Phong sải bước, một luồng khí thế sắc bén tản ra,
chỉ một ngón tay ra, người kia hoàn toàn thân run bần bật, thét lớn một tiếng vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Phong, khóe miệng không ngừng chảy máu. Người giết ta! Người lọ run run nói một câu, ánh mắt mất tiêu cự, ngã ra sau chết không nhắm mắt. Trước mặt đệ tử đồng môn của gã, Lâm Phong trực tiếp giết hắn. Đây là kết quả nằm mơ không nghĩ tới. Mọi người sững sờ nhìn Lâm Phong, hắn thật to gan dám trước mặt đám Băng Tuyết Sơn Trang, thậm chí Băng Nguyên giết đệ tử Băng Nguyên Sơn Trang. Đối phó người không cần phải đánh nén. Lâm Phong thản nhiên nói một câu. Đối phương nói hắn đánh nén, hắn khinh thường dùng ngôn ngữ biện mình, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Luận thực lực hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, luận dũng khí hắn dám trực tiếp giết đối phương, như vậy Lâm Phong có cần đánh nén không? Thực hiện nhiên là đối phương đang nói xấu hắn. Mọi người thầm gật đầu, đúng vậy, với thực lực dũng khí Lâm Phong trực tiếp giết chết đối phương luôn, cần đánh nén làm chi, đúng là trộm hồ bắt trộm. Mọi người nhìn về phía đám Băng Tuyết Sơn Trang, mà phải nói chính xác là nhìn Băng Nguyên muốn xem họ định thế nào. Sắc mặt Băng Nguyên trầm xuống, tuy hắn biết người của hắn khiêu khích Lâm Phong trước, nhưng Lâm Phong giết người của Băng Tuyết Sơn Trang ngay trước mặt hắn, đây đúng là đánh vào mặt Băng Nguyên, cũng là đánh mặt Băng Tuyết Sơn Trang. Lâm Phong, dường như người rất không nể mặt ta. Băng Nguyên phóng thích hàn ý trên người khiến mọi người run sợ, sắp chiến ư. Sao ta phải nể mặt người? Lâm Phong thản nhiên nói. Nếu người biết ta thì nên biết ta từ đâu đi ra, giờ ngươi để ta nể mặt người, nể mặt Băng Tuyết Sơn Trang. Băng Nguyên cứng đờ sắc mặt. Đúng vậy, ngày xưa Lâm Phong là đệ tử Vân Hải Tông, diệt Vân Hải Tông Băng Tuyết Sơn Trang cũng có phần. Lúc trước trang chủ Băng Tuyết Sơn Trang Hàn Tuyết Thiên tự mình đánh Vân Hải Tông, Lâm Phong cần nể mặt hắn sao? Xem ra Băng Nguyên đúng là biết Lâm Phong, nhưng sao ta chưa từng nghe nói người này? Sao lại nhất định phải nghe ngóng mới được? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong dám làm như vậy kỳ thực là quả là thực lực phi phàm. Sao người như thế bọn họ chưa từng nghe tới, thật kỳ quái. Băng Nguyên sư huynh giết hắn. Đúng vậy, sư huynh hắn dám giết người Băng Tuyết Sơn Trang ta, đáng chết. Người Băng Tuyết Sơn Trang ai nấy phẫn nộ, Lâm Phong thật to gan, giết người Băng Tuyết Sơn Trang mà còn ăn nói ngông cuộc, nhất định phải giết. Giết? Các người còn ở đó làm nhảm gì? Lâm Phong đảo mắt nhìn đám người, nói có vẻ khiêu khích, bá đạo vô cùng. Mấy người của Băng Tuyết Sơn Trang kia sắc mặt cứng đờ cực kỳ khó coi. Lâm Phong gọi bọn hắn tới giết hắn. Không dám, người Băng Tuyết Sơn Trang không dám. Lâm Phong chỉ một ngón tay đã thoải mái giết người, hơn nữa còn khiến Băng Nguyên phải kiêng kỵ. Người này rất mạnh, bọn họ chỉ dám để Băng Nguyên ra tay chứ chính mình không dám. Lâm Phong có thực lực sâu không thể lường, ít nhất cũng là linh vũ cảnh tầng 7, mà đó là chuyện nửa năm trước, giờ chắc chắn mạnh hơn. Băng Nguyên nhìn Lâm Phong thầm nghĩ, mà lần này ta tới thành cổ thiên lạc không phải vì Lâm Phong, lấy vật kia vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Băng Nguyên quyết định không xung đột với Lâm Phong, bảo tồn thực lực, hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. So với thứ kia, một cái tên sư đệ chết đi chẳng là gì. Đi, Băng Nguyên vùng tay xoay người bỏ đi. Cảnh này khiến mọi người chấn động. Đi, Băng Nguyên lại đi. Hắn không dám chiến với Lâm Phong. Đám Băng Tuyết Sơn Trang cứng ngắt mặt. Băng Nguyên sư huynh không chiến, không báo thù cho vị sư đệ đã chết của họ. Đi. Ở đằng trước, Băng Nguyên lạnh lùng nói. Bọn người đi theo giật mình cầm tức liếc Lâm Phong, đạch nhất chân đi. Bọn họ không dám cãi lời Băng Nguyên. Ở Sơn Trang, Băng Nguyên cực kỳ bá đạo, ai dám làm trái với hắn xui xẻo ngay. Chỉ là lần này không hiểu tại sao hắn không báo thù, chẳng lẽ thực sự sợ đối phương. Lâm Phong nhìn bóng lưng đám kia rời đi, ánh mắt bình tĩnh tiếp tục đi dạo quanh mộng các. Sau một lát, hắn đi tới trước tấm thảm, một ông già ngồi xổm xuống. Này ông, linh thảo này bán thế nào? Lâm Phong hỏi một câu. Ông ta ngẩng đầu lười nhác liếc Lâm Phong một cái rồi nói. Một cây một nguyên thạch hạ phẩm, lâu muốn bao nhiêu tự mình lấy. Ta cần 10 vạn cây. Câu Lâm Phong khiến cho ông lão ngẩng đầu chằm chằm nhìn Lâm Phong. 10 vạn cây linh tiên thảo, mặc dù là linh thảo không quá chân quý, nhưng 10 vạn cây là số lượng khá lớn. Người cần nhiều linh tiên thảo thế làm gì? Luyện chế linh huyết đan. Linh huyết đan, người phối với đan dược nào? Ông ta lại hỏi. Lâm Phong giật mình, hắn biết mình tìm đúng người. Bồi nguyên đan, hoạt khí đan cùng xích dương đan. Ông lão nghe vậy mắt tỏa sáng miệng nói. Hay. Như vậy người cần xích diễm thảo, huyết chu cùng nguyên khí tán. Đúng, cần rất nhiều. Lâm Phong gật đầu. Lúc chọn người, hắn hỏi bá đào xem thực lực người này thế nào. Ông già này thực lực sâu không thể lường, bá đào nhìn không xa, cho nên hắn mới lại đây. Quả là cao nhân còn hiểu luyện đàn. Chương 272, Đàn Phương. Ông ta cười, nhìn Lâm Phong nói, xem ra người chuẩn bị mà tới. Nhưng người có biết chỗ lão già
có thứ ngươi muốn? Tiền bối ta cũng không biết, nhưng một cường giả huyền vũ cảnh ở đây bán vài cọng linh tiên thảo khiến cho người ta sinh nghi. Lâm Phong nở nụ cười ôn hòa. Ông lão mỉm cười lắc đầu. Đừng gọi ta là tiền bối, con nhóc sau lưng người không đơn giản à? Người cứ gọi ta là Hỏa Lão đi. Hỏa Lão? Lâm Phong cũng không cách khí, tiếp tục nói. Hỏa Lão mấy thứ này ngài nói ta quả thực cần, mà cần rất nhiều, không biết Hỏa Lão lấy được từ đâu. Nếu là lượng thì không nhiều ta có thể giúp người, nhưng người mở miệng liền đòi 10 vạn cây, lão già đành chịu. Hỏa Lão đầu lắc đầu, 10 vạn cây thật quá nhiều, ai không có việc gì đi lấy nhiều linh thảo như vậy làm gì. Nhưng người hỏi nơi lấy thì đúng là có chỗ, nhưng chỗ đó người không tới được. Không đến được? Lâm Phong ngẩn ra lại nói, nếu ta mời Hỏa Lão hỗ trợ không biết có thể tới được hay không. Hỏa Lão nhíu mày nhìn Lâm Phong, 10 vạn quả là quá khổng lồ, ta chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy. Huống hồ mỗi loại thảo dược người đều cần số lượng 10 vạn, dù chúng không trân quý nhưng cộng lại cũng không phải còn số nhỏ. Huyết hồn huyền đan, không biết Hỏa Lão nghe chưa? Hứm. Lão sững người, một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức cuồng mãnh sinh ra nháy mắt khiến Lâm Phong thấy cả người như bị đốt cháy. Hỏa Lão hẳn là am hiểu về hỏa, người như vậy thích hợp với luyện khí và luyện đan, đương nhiên năng lực linh hồn rất mạnh. Người biết huyết hồn huyền đan? Biết huyết hồn huyền đan có thể cải tạo huyết mạch cùng linh hồn võ tu, làm huyết mạch võ giả tăng mạnh, khiến năng lượng linh hồn mạnh lên, cũng tốt cho cường giả huyền vũ cảnh, cũng là huyền đan trung phẩm. Lâm Phong chậm rãi nói, đan dược được phân loại tương tự như bình khí, đều căn cứ vào tu vị cấp bậc của người. Trên bình khí bình thường là linh khí, mà trên linh khí chính là huyền khí. Mà đan dược bình thường cũng tác dụng với khí vũ cảnh, nhưng lại không có mấy tác dụng với linh vũ cảnh. Linh đan tác dụng với linh vũ cảnh, nhưng lại không hữu dụng với huyền vũ cảnh. Thứ huyền vũ cảnh cần là huyền khí và huyền đan. Huyết hồn huyền đan là một loại huyền đan trung phẩm, tác dụng rất mạnh với cường giả huyền vũ cảnh tầng thứ 6. Bình khí và đan dược đều phân thành thượng trung và hạ phẩm. Người dưới huyền vũ cảnh tầng 4 dùng huyền đan trung phẩm là lãng phí. Tuy có thể có lợi khá lớn, nhưng cũng không thể phát huy toàn bộ dược hiệu, mà dùng trên người huyền vũ cảnh tầng 6 thì tác dụng yếu đi. Huyền đan trung phẩm tương ứng với cường giả thực lực là huyền vũ cảnh tầng 4 tới tầng thứ 6. Nghe được đan dược trung phẩm huyết hồn huyền đan, sao Hỏa Lão không xúc động? Người có thể lấy? Hỏa Lão chằm chằm nhìn Lâm Phong, lúc này ông ta không còn vẻ lười nhác mà ánh mắt lóe lên sắc bén. Loại đan dược cực phẩm này ta sao lấy được? Lâm Phong lắc đầu khiến Hỏa Lão đầu nhíu mày. Nghe Lâm Phong nói tiếp, nhưng ta tình cờ có được đan phương huyết hồn huyền đan. Đan phương? Hỏa Lão đầu nhíu mày, hô hấp dồn dập. Luyện đan ba điểm khó, một là luyện đan sư, thứ hai là nguyên liệu, thứ ba là đan phương. Trong đó đan phương là quan trọng nhất, không có đan phương khỏi cần nghĩ. Đương nhiên có lẽ là người cho là luyện đan sư quan trọng nhất, bởi vì luyện đan sư giỏi quá khó để tìm. Nhưng người không có đan phương thì dù có luyện đan sư cũng không thể làm gì được. Nhưng nếu người có đan phương lại khác, dù không tìm được luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá. Đúng vậy, đan phương. Hỏa Lão, vài loại đan dược mà ta nói kia, mỗi vật ta cần 2 vạn viên. Cần tài liệu gì Hỏa Lão hẳn biết hơn ta. Chỉ cần Hỏa Lão có thể kiếm giúp ta, ta tặng đan phương huyết hồn huyền đan cho lão. Lâm Phong nói, 2 vạn viên là con số khổng lồ. Lần đầu Hỏa Lão nghe được có người cần luyện chế đến 2 vạn viên đan dược. Người không sợ ta cướp? Hỏa Lão trầm chọc nhìn Lâm Phong. Hỏa Lão, ông giết ta thì cũng không lấy được đan phương, và lại ông chưa chắc giết được ta. Ta tin Hỏa Lão không làm chuyện này. Lâm Phong nở nụ cười. Hỏa Lão im lặng không nói, dường như suy tư. Được, thành giao, nhưng ta cần vài ngày. Buổi tối 3 ngày sau, ta ở Thiên Sơn Tửu Lầu chờ tiền bối, được không? Được, 3 ngày sau gặp. Hỏa Lão vùng ống tay áo lên, nhất thời dược thảo bày trên đất biến mất, hiển nhiên là có chữ vật không gian. Hỏa Lão xoay người đi thẳng khỏi mộng các, hành sự nhanh gọn. Nhìn Hỏa Lão rời đi, Lâm Phong mỉm cười, không nghĩ chuyện thuận lợi như vậy. Đối với hắn mà nói không có thiệt gì, đan phương của huyết hồn huyền đan được ghi trong trí nhớ vị tôn giả kia. Hắn chỉ cần chép một phần, giao cho Hỏa Lão là được, chẳng tổn thất gì. Chúng ta đi. Lâm Phong tiếp tục đi vào sâu trong mộng các. Không chỉ là mấy người Lâm Phong, lúc này rất nhiều người xung quanh bắt đầu đi hướng này. Cả mấy người bày bán đều thu quầy hàng của mình. Đến rồi, đại khái nửa canh giờ nữa là đấu giá bắt đầu. Ngài cứ hỏi ai đó biết nơi này sắp đấu giá tàn nghiệt. Người dẫn mấy người Lâm Phong tới cùng kính nói một tiếng. Hắn tận mắt thấy Lâm Phong giết người của Băng Tuyết Sơn Trang
không hề để ý Băng Nguyên, thậm chí còn nói về Huyền Đan với cả Hỏa Lão. Lâm Phong không hề là hạng nhát gan như hắn tưởng tượng, hơn nữa cực kỳ mạnh. Người đàn ông đeo mặt nạ này chỉ là một tên thuộc hạ của Lâm Phong mà thôi. Người đi đi đi, những gì người nghe thấy hôm nay tốt nhất là nên quên. Lâm Phong lạnh nhạt nói, người kia cung kính gật đầu. Chắc chắn ạ. Nói xong hắn vội vã rời đi. Lâm Phong không để ý tới hắn nữa, cũng bước vào phòng đấu giá, nói với người canh giữ bên cạnh phòng đấu giá. Ta có đồ muốn đấu giá, phải tìm ai? Mời ngài đi theo ta. Người lọ nói một tiếng dẫn Lâm Phong vào phòng đấu giá. Không lâu sau mấy người đi tới một phòng, nơi này không ít người đang sửa sang vật phẩm để tiện ghi chép. Nhìn đống vật phẩm, Lâm Phong híp mắt, những thứ đưa tới đây bán đấu giá cũng nhiều kinh. Người đón tiếp Lâm Phong là một cô gái khiêu gợi, da thịt trắng mịn, hai bờ vai lộ ra ngoài, bộ ngực sữa đầy đặn như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Công tử muốn đấu giá thứ gì? Một bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm Lạc Diệp Trưởng, 10 món linh khí trung phẩm. Lời thản nhiên của Lâm Phong khiến cho cô gái khiêu gợi kia ngừng mắt lại, nụ cười đầy mị hoặc càng thêm đậm. Mời công tử theo ta. Cô ta đứng dậy nói với Lâm Phong. Hai người chờ ta ở đây một lát. Lâm Phong nói với Mộng Tình cùng Bá Đào một tiếng, theo cô ta tiến vào một gian mật thất. Những vật này bày ở đây là chỉnh tề hơn nhiều, hắn được chọn ra để đấu giá. Công tử, đưa thứ ngày muốn đấu giá cho chúng ta coi. Cô ta tới cạnh một ông già nói. Đây. Lâm Phong lấy một bản chép tay của Lạc Diệp Trưởng, đồng thời một cái quầng sáng lóe lên. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 10 món linh khí, chúng lập tức tỏa sáng rực rỡ. Lâm Phong đưa Lạc Diệp Trưởng cho đối phương, cô ta lập tức giao cho ông già nhìn. Ông ta gật đầu. Không có vấn đề, đúng là võ kỹ địa cấp hạ phẩm, linh khí cũng không vấn đề. Cảm ơn Phương lão. Cô gái mỉm cười, lấy Lạc Diệp Trưởng và linh khí niêm phong, cất vào kho, ghi chép lại, đưa một cái ngọc lệnh cho Lâm Phong. Công tử, ngày mai đồ của ngài có thể tiến hành đấu giá. Khi đấu giá kết thúc, ngài chỉ cần mang ngọc lệnh tới, chúng ta biết. Ngày đấu giá cái gì? Cũng là đưa ngài nguyên thạch đạt được từ đấu giá, không chút thủ lao. Ngoài ra, công tử có thể dựa vào ngọc lệnh này đi vào phòng khách quý của phòng đấu giá. Cô gái kia mở nụ cười đầy mị hoặc, nhất là phối hợp với cặp tuyết lê rung lên khi cô ta nói chuyện càng thêm mê hoặc lòng người. Không thu lửa phần thù lao, hơn nữa ngày mai đấu giá. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, tùy theo thủ tục bình thường là đợi 3 ngày, nhưng vì vật quá quý trọng cho nên có đặc quyền. Mà phần thù lao thì Lâm Phong nghĩ hắn trả rồi, chỉ nhớ ông già kia chắc chắn không hề tầm thường. Lâm Phong gật gật đầu rồi rời khỏi nơi này. Chương 273 khiêu khích. Bên trong một sàn phòng khách quý, Lâm Phong và Mộng Tình ngồi trên ghế mềm, mà Bá Đào thì đứng sau hai người. Xuyên qua chiếc màn che kỳ lạ, ba người Lâm Phong có thể thấy rõ tất cả mọi thứ bên ngoài. Cả một cái phòng đấu giá to như vậy không sót thứ gì. Lúc này một bóng người uyển chuyển đi xa phía phòng đấu giá, đúng là cô gái đón tiếp Lâm Phong cách đó không lâu. Lúc này cô ấy đổi một bộ xiêm y khác, mặc chiếc váy xài màu xanh với cái phần tà váy kéo xài sát đất, vẫn là lộ ra bờ vai gợi cảm. Từ góc độ Lâm Phong, hắn thậm chí nhìn được khe ngực sâu hùn hút, khiến cho Lâm Phong cảm thấy hơi khác thường. Mộng Tình liếc nhìn Lâm Phong, Lâm Phong nhìn nhận ra, quay sang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Phong không khỏi cười cười. Vào lúc này, ở trong phòng khách quý bên cạnh Lâm Phong, một thanh niên bình thường ngồi đó, ánh mắt lạnh như đao, sau lưng hắn một người, một hàng người cung kính đứng hầu, đúng là hai nam hai nữ Lâm Phong gặp ở tử lâu. À, đàn bà Lam Kiều này càng ngày càng hấp dẫn. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói một cái câu vốn là mờ ám như thế, nhưng mà lời miệng hắn lại mang theo vài phần sắc bén. Nếu Lãnh Nguyệt sư huynh thích, chắc chắn Nam Kiều cũng không từ chối. Một người đàn sau, Lãnh Nguyệt nịnh hót. Lãnh Nguyệt hơi khóe miệng mỉm cười, thuận theo còn gì là thú vị, ta thích dùng sức mạnh. Ngay như thế, bốn người kia nhìn nhau. Đao công tử có tính cách quái dị và bá đạo vô cùng. Hắn không để ý xem người khác có thuận theo hắn hay không. Hắn hưởng thụ lạc thú, dùng đao ép kẻ khác phải tuân theo. Không ngờ cả phụ nữ hắn cũng thích cái kiểu dùng sức mạnh tới ép buộc như vậy. Vất vả lắm mới tới thành cổ thiên lạc một chuyến. Đao phải lấy được, đàn bà cũng không thể thiếu. Lời Lãnh Nguyệt khiến cho bốn người phía sau sợ hãi. Xem ra Lam Kiều không thoát khỏi bàn tay Lãnh Nguyệt rồi. Ai bảo nàng ta quyến rũ như thế, là ăn mặc khiêu gợi khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Hôm nay bán đấu giá không giống mọi khi, vẫn là 10 món vật khẩm phẩm. Mấy món đầu, Lâm Phong không hứng thú, chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn người bên đấu giá.
Mãi tới khi Lam Kiều tuyên bố vật đấu giá thứ 8, Nầm Phào mới có hứng thú. Linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt giá bắt đầu là 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Hôm nay rất nhiều người hướng tới Tàn Nguyệt, cho nên bắt đầu là giá Tàn Nguyệt đã tăng tới 2.000 nguyên thạch trung phẩm, vượt qua khả năng không ít người. Linh khí thượng phẩm tùy ký báo, nhưng 2.000 nguyên thạch trung phẩm tuyệt đối không phải con số nhỏ. 3.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một cái giọng đầy sắc bén như đào vang lên. Đào ý phóng ra, bao phủ toàn bộ mọi người trong phòng đấu giá rồi biến mất. Mọi người ngẩn người, lập tức nhìn tới căn phòng khách quý. Ở đó có một thanh đào sắc bén sắp rời vỏ. Là đào công tử. Mọi người thầm run sợ, đào ý này là đào công tử thả ra. Đã nghe nói, từ trước hắn tới thành cổ thiên lạc, lại dám trực tiếp phóng thích ra đào ý với mọi người. Nhưng bản thân đào công tử có thiên phú và thực lực siêu quần, sau lưng có Hạo Nguyệt Tông, cho nên đương nhiên có cái để bá đạo. Cường giả huyền vũ cảnh bình thường còn phải nhường hắn mấy phần. Phía dưới huyền vũ cảnh, đào công tử hoàn toàn không cần e sợ. Đào ý này phóng thích ra, quả nhiên là phòng đấu giá yên tĩnh một lát. 3.100 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này thanh âm đạm mạc đánh vỡ bình tĩnh, tiếng nói phát ra từ phòng khách quý ở hàng đào công tử, hơn hết chỉ cách phòng đào công tử một gian. Hừ, Lãnh Nguyệt híp mắt lập tức nói, 4.000 nguyên thạch trung phẩm. 4.100 nguyên thạch trung phẩm, giọng mang theo hàn khí vang lần nữa. Sắc mặt Lãnh Nguyệt dần thay đổi, một luồng đao ý mênh mông chợt phóng ra kéo tới gian phòng khách quý. Đào công tử, đây là ý gì? Bán đấu giá vốn là cạnh tranh công bằng, người làm gì thế? Một cái khí tức rét lạnh như hàn băng, như sương tuyết kéo ra chặn đào ý ở ngoài. Người Băng Tuyết Sơn Trang, mọi người giật nảy mình, Băng Tuyết Sơn Trang lại dám khiêu khích đào công tử, mà chỉ một người, Băng Nguyên. Đào công tử quát lên lại hết giá. 5.000 nguyên thạch trung phẩm, 5.100, 8.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này Lãnh Nguyệt trực tiếp tăng giá đến 8.000, đồng thời đào thế vô cùng sắc bén, ùn ùn trào ra. Mọi người khẽ run, đào công tử thực giàu có, giá này đã rất cao. Nếu Lãnh Huỳnh thích, ta cũng không cạnh tranh. Băng Nguyên thản nhiên nở nụ cười, hàn băng ý lần nữa tràn ra, sương tuyết màu trắng làn trong phòng. Ở không trung, một tiếng ầm vang, tấm màn che ở gian phòng giữa cả hai người ầm ầm nổ tung, lộ ra ba bóng người, một nam một nữ ngồi đó. Có một nam tử đeo mặt nạ đứng sau. Vậy cảm tạ Băng Huỳnh, Tàn Nguyệt đào thuộc về ta. Đào công tử lạnh lùng nói, hoàn toàn không đếm xỉa tới ba người Lâm Phong ngồi ở giữa. Mọi người nhìn ba người Lâm Phong mà thầm lắc đầu, chỉ trách bọn họ xui xẻo chọn gian phòng ngay giữa Băng Nguyên và đào công tử bị vạ lây. Lam Kiều tuyên bố. Đào công tử nói chuyện tới người đấu giá một tiếng, Lam Kiều nhìn căn phòng khách quý bị lổ, khẽ mỉm cười gật đầu với Lâm Phong tỏ ý xin lỗi. Không vừa định mở miệng lại nghe Lâm Phong thản nhiên nói, 8.100 nguyên thạch trung phẩm. Không gian lập tức ngừng lại. Lâm Phong ra giá 8.100 nguyên thạch trung phẩm tranh đoạt đào công tử. Hắn đang bực bội đó hả? Có lẽ là do vạ lầy lòng khó chịu mới hành động theo cảm tính. Xem ra kẻ này xui xẻo. Mọi người nghĩ vậy, nhưng mà người thấy Lâm Phong và Băng Nguyên xung đột thì không cho là thế. Không ngờ người này chẳng những trêu chọc Băng Nguyên, lúc này dường như là muốn khiêu khích đào công tử Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe thấy càng sững sờ, khép mắt thả ý thức, nhất thời biết đối phương là ai. Mở mắt, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo. Xem một đào của ta ở tử lầu còn chưa đủ với ngươi. Lãnh Nguyệt bá đạo lập tức hô, 9.000 nguyên thạch trung phẩm. 9.100 nguyên thạch trung phẩm. Lãnh Nguyệt nói xong, Lâm Phong lập tức nâng giá. Điều càng đáng hận là giọng nói của Lâm Phong cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng, dường như hắn chẳng để đào công tử vào mắt. Người muốn chết. Lãnh Nguyệt đứng bật dậy, đào ý cuồng bá phóng ra, màn che trước người Lãnh Nguyệt ầm ầm nổ tung, người hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này hắn chỉ cách Lâm Phong một bức tường, nếu hai người bước tới một bước là nhìn thấy đối phương. Bá đạo đột nhiên bước tới một bước, nhất thời đào thế bá đạo ùn ùn trào ra, hư không phát ra tiếng lổ ầm ầm. Đây là đào với đào va chạm. Bán đấu giá không được thì đừng ở đây mà mất mặt làm chi. Đào công tử đổi tên thành Vô Sỉ công tử nghe có vẻ hợp đấy. Lâm Phong mỉa mai một tiếng, mỉa mai Lãnh Nguyệt ngay trước mặt mọi người. 12.000 nguyên thạch trung phẩm. Lãnh Nguyệt cắn răng, Lâm Phong lại trầm chọc hắn không đấu giá được. Ha ha, người của Hạo Nguyệt Tông quả nhiên nhiều nguyên thạch tới mức không có chỗ tiêu. Lâm Phong lở lụ cười châm chọc, linh khí đã thế này ta không trao đổi. Đáng chết, hắn ta cố ý. Kẻ này thật thú vị, lại cố ý chọc giận đào công tử để hắn mất nhiều nguyên thạch như vậy để có được Tàn Nguyệt đao. Nghe lời Lâm Phong, mọi người ngẩn ra, kẻ này thật to gan. Lạc Vũ, bốn người phía sau lưng sắc mặt cứng đờ, ánh mắt hình viên đạn nhìn Lâm Phong. Ha ha, huynh đệ nói không sai, xem ra Hạo Nguyệt Tông thật là nhiều nguyên thạch tới mức không chỗ để tiêu.
Băng Nguyên ở bên phòng cạnh cũng là mở miệng trầm chọc với ngữ khí bùi sướng, cố ý đổ dầu vào lửa, khiến cho Lãnh Nguyệt hận Lâm Phong. Nếu hai người họ đấu nhau thì chẳng phải là chuyện thú vị sao? Nhưng Lâm Phong lại cười khẩy một tiếng lạnh nhạt nói: "Ai là huynh đệ với ngươi? Người băng tuyết sơn trang cũng như ngươi, thích làm mấy cái trò ám muội không dám quang minh chính đại." Mọi người khiếp sợ Lâm Phong chẳng những khiêu khích Đào công tử, lúc này còn là đắc tội cả Băng Nguyên, xì nhục cả hai không sợ kẻ nào. Chương 274: Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt Băng Nguyên, tiếng răng rắc truyền ra lại là một tấm màn che vỡ vụn. Ba gian phòng khách quý, một chỗ có thể thấy rõ ràng. Người băng tuyết sơn trang đứng đầu là Băng Nguyên, người Hạo Nguyệt Tông cầm đầu là Đào công tử Lãnh Nguyệt, còn ba người ở giữa, một người đứng trước màn che rách nát, mà một nam tử nữ tử khác thì bình thản ngồi trên ghế, không hề động đậy. Hơn nữa, nàng kia che mặt bằng một chiếc khăn lụa mỏng, mang theo sự mỹ lệ mông lung. Băng Nguyên cười ta, Lãnh Nguyệt chào phúng nói. Băng Nguyên vẫn là luôn khiêu khích hắn để cho hắn Lâm Phong đấu nhau, nhưng Lâm Phong chẳng nể mặt Băng Nguyên chút nào. Hừ, Băng Nguyên cười ầm lãnh, thực sự cho Lâm Phong thể diện. Lần này là Lâm Phong giết đệ tử băng tuyết sơn trang, hắn đánh mặt hắn, lần thứ hai lại xỉ nhục hắn. Lãnh Nguyệt huynh, huynh nói xem chúng ta xử trí hắn thế nào. Trong giọng Băng Nguyên lộ ra ầm lãnh, chuẩn bị đối phó Lâm Phong. Ngươi là huynh đệ của ai? Hắn nói không sai, người băng tuyết sơn trang sợ hãi rụt rè, có tư cách gì làm huynh đệ với ta? Lãnh Nguyệt nói thế khiến cho mặt Băng Nguyên hoàn toàn cứng lại, lúc xanh lúc trắng, cảm nhận ánh mắt của đám người bên dưới, chỉ cảm thấy lồng ngực bức bí không thể chút ra. Khí lạnh tràn không gian khiến cả phòng đấu giá trở nên đè nén. Mấy vị công tử, hiện giờ đấu giá còn đang được tiến hành, nếu các vị công tử có mâu thuẫn thì có thể chờ đấu giá xong giải quyết được không? Lúc này là một nụ cười ấm áp truyền ra ở trên đài đấu giá, làm kiểu đầy mị hoặc dịu dàng nói một câu hòa giải bầu không khí đè nén. Băng Nguyên mở miệng đầu tiên, sắc mặt lạnh như cũ. Lâm Phong gật đầu với Lam Kiều cũng cười đáp lễ. Hiện tại Lãnh Nguyệt công tử bỏ 12.000 nguyên thạch trung phẩm, có ai nguyện ý trả giá cao hơn không? Lam Kiều nhìn đám người một lượt không ai trả lời. 12.000 nguyên thạch trung phẩm để mua một món linh khí thượng phẩm đúng là quá đắt. Số lượng nguyên thạch khổng lồ như vậy, dù để cường giả huyền vũ cảnh hấp thu cũng là có thể dùng được rất lâu. Nếu không có gì vậy, làm kiều chúc mừng Lãnh Nguyệt công tử, tàn nguyệt thuộc về Lãnh Nguyệt công tử. Làm kiều cười duyên rồi tiếp tục nói. Và tiếp theo là một chiếc lô đỉnh. Lô đỉnh này khắc họa 9 con thường long trên bề mặt, có niên đại rất lâu đời, ít nhất vạn năm. Chắc là lô đỉnh dùng để luyện khí và luyện đan. Nhưng hình như lô đỉnh này không được hoàn chỉnh, không nhận ra cấp bậc. Nhưng các vị tiền bối mộng các khẳng định, lô đỉnh mà này mà nguyên vẹn chít cũng là phải trên huyền khí trung phẩm. Vì để mọi người được xem chiếc lô đỉnh không hoàn chỉnh rõ ràng, phòng đấu giá đã mang bảo vật tới đây cho mọi người quan sát. Làm kiểu nói xong, có hai người đặt một chiếc lô đỉnh lên. Lô đỉnh này cao chừng 1 mét, đường kính đạt tầm 1 mét, bề mặt khắc hoa văn 9 con thường long rất sống động. Hơn nữa con thường long điêu khắc trong số đó ngửa đầu lên trời kêu gào, nó được điêu khắc lập thể như là muốn bay lên trời. Mà 9 hoa văn thường long kia lại không có đối liền điêu khắc thường long, dường như chính là không hoàn chỉnh. Làm kiểu nói mà chỉ liếc mắt một cái, người ta cảm nhận được chiếc lô đỉnh này cực kỳ cổ xưa, dường như bề mặt có khắc vòng tuổi. Xin các vị tin tưởng ánh mắt tiền bối mộng các ta, lô đỉnh này tuy không hoàn chỉnh nhưng độ cứng rắn của nó chắc chắn không yếu hơn linh khí thượng phẩm. Hiện giờ nó có thể dùng làm lò luyện đan, nếu mà đầy đủ nhất định là bảo vật huyền khí. Làm kiểu cường điệu một câu, nhưng mà dường như mọi người không hứng thú cho lắm. Thành cổ thiên lạc thường xuyên ra vài món đồ cổ, ai cũng có thể khiến nó khôi phục đầy đủ thứ chứ, tương đương là cầu sao vối, chỉ là độ cứng rắn có thể so với lô đỉnh linh khí thượng phẩm mà thôi, nhưng lại không có năng lực công kích, lấy về làm gì? Giá khởi đầu là 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều mở miệng, nghe mọi người như vậy thì càng lắc đầu. 1.000 nguyên thạch trung phẩm đổi một cái lô đỉnh dị dạng thật không đáng. Thế mọi người lắc đầu, Lam Kiều gượng cười trong lòng, cũng biết chiếc lô đỉnh này tuy là bảo bối, thực tế tác dụng không lớn, khó đấu giá được giá cao, nó đúng là món bảo bối. Ta ra giá 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Lúc làm cái giọng truyền ra từ đám người, người đó là lão giả tóc đỏ, là một vị luyện đan sư. Lô đỉnh tuy không tác dụng lớn nhưng lão vẫn hứng thú với đồ cổ này. Đối với lão mà nói, 1.000 nguyên thạch trung phẩm không hề nhiều. Là xích tiền bối, nếu ông ta đã mở miệng thì nhường ổng đi, có người khẽ nói. Những người khác khinh khỉnh, nhường với không nhường cái gì, nếu thực sự là nhìn thấy bảo vật với ý thì ai chẳng muốn.
ai lại nhường cho kẻ khác, không chăng là vì chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Tất cả bằng im lặng lại khiến không khí hơi nguội. Nó để nghệ thuật không tệ, hợp mắt ta. Ta ra giá 2.000 nguyên thạch trương phẩm cũng coi như là không làm nhục bảo bối. Lâm Phong lạnh nhạt nói, mà lúc này trái tim hắn lại đập thình thịch. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, thứ này không ngờ lại là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh mất tích mấy vạn năm, giờ xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc bị mọi người coi thường. Trong trí nhớ của vị tôn giả truyền thừa cho Lâm Phong, có một ghi nhớ về hình vẽ thập đại danh đỉnh của Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xếp hạng 9 trong thập đại danh đỉnh, mất tích mấy vạn năm. Từ thời thượng cổ là có hình vẽ lưu truyền tới này, đúng là chiếc lô đỉnh Lâm Phong thấy nhưng lại không ai nhận ra. Bảo vật quý giá, vạn bác chân quỷ mà người ta nhận không ra. Lâm Phong hắn muốn trả một cái giá thật cao, hận không thể trực tiếp hô lên 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Hắn lại không dám vì hết càng cao người ta càng nghi ngờ. Lão già tóc đỏ liếc Lâm Phong một cái. Lâm Phong gật đầu cười với lão ta, ánh mắt bình tĩnh không hề có lửa điểm dị thường. Nếu người trẻ tuổi thích, ta tặng người 2.000 nguyên thạch trung phẩm, quả thật là quá cao. Lão già tóc đỏ nói một tiếng, mọi người gật đầu đồng ý. Cứ như vậy lại càng không ai tranh giá. Ngu ngốc, bà Nguyên lạnh lùng châm chọc một câu, nhưng Lâm Phong chẳng hề để ý hắn. Lấy 2.000 nguyên thạch trung phẩm, lấy Cửu Thương Thiên Long Đỉnh, cho dù là kẻ khác có bảo hắn ngu ngốc nghìn lần hắn cũng không ý kiến. Còn ai đáo giá không ạ? Lam Kiều hỏi mọi người một câu, quả nhiên không ai mở miệng. Lam Kiều không hỏi thêm, dù sao trong mắt nàng 2.000 nguyên thạch trung phẩm mua chiếc lô đỉnh này đã là lỗ, không đáng. Chúc mừng thiếu gia đạt được lô đỉnh. Lam Kiều khẽ khom người với Lâm Phong, nhất thời bầu ngực kia lại càng lộ nhiều hơn, khiến đôi mắt nhiều người phát sáng. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh được khiêng xuống, Lam Kiều lờ lụ cười mấy người chậm rãi nói, món cuối cùng là yêu hỏa. Yêu hỏa trong cơ thể huyền yêu tú thất vĩ yêu hồ, tên rằng giá trị của nó không cần nói thêm. Yêu hỏa. Lâm Phong ngừng mắt. Võ tu đã tới cảnh giới huyền vũ cảnh, chân nguyên lực ẩn chứa thuộc tính, kẻ có hỏa diễm vũ hồn thì chân nguyên thiên về thuộc tính hỏa, sử dụng chân nguyên hỏa diệm cũng lợi hại. Yêu tố cũng vậy, thất vĩ yêu hồ là thuộc tính yêu thú hỏa, yêu hỏa trong cơ thể cực kỳ lợi hại, nếu có thể luốt vào hấp thù luyện hóa thành chân nguyên hỏa dung hợp vào mình dùng, như vậy có thể tăng thực lực rất nhanh. Lam Kiều nói xong, ánh mắt mọi người sáng rực. Yêu hỏa ở huyền yêu thú thuộc tính hỏa là tinh hoa yêu thú, dù lấy khỏi người yêu thú cũng là lực hủy diệt kinh người. Đối với cường giả và luyện đàn sư thuộc tính hỏa, thứ này cực kỳ hấp dẫn. Giá sàn là 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Lam Kiều nói ra giá sàn còn cao hơn cả linh khí thượng phẩm Tàn Nguyệt và Cửu Thương Thiên Long Đỉnh, từ đó có thể thấy được giá trị của nó. Hơn nữa mọi người ai nấy trong lòng muốn đấu giá, chẳng ai cảm thấy giá này là cao. 3.000 nguyên thạch trung phẩm, 4.000, 10.000, tiếng cạnh tranh vàng liên tục. Chốc lát, người ra giá là 10.000 nguyên thạch trung phẩm, thực lực khủng bố mà giá vẫn đang leo lên. 20.000 nguyên thạch trung phẩm, một thanh âm lạnh lẽo khiến không gian ngừng lại. 20.000 có người trực tiếp lần từ 1 lên 20.000, mà người ra giá còn là bằng nguyên. Chương 275, nghịch lần. 20.000 nguyên thạch trung phẩm thật là giàu có, mà Lãnh Nguyệt cũng thật giàu. Nghe bằng nguyên ra giá, Lâm Phong thẩm nghĩ, xem ra Hạo Nguyệt Tông cùng bằng Tuyết Sơn Trang là giàu hơn Vân Hải Tông ngày xưa rất nhiều. Mà băng nguyên trực tiếp lần giá 20.000, hiển nhiên là nhắm tới yêu hỏa còn thất vĩ yêu hồ. Phòng đấu giá yên lặng một lát, ngay sau đó là Lãnh Nguyệt lạnh lùng cười nói, 20.000 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Hứ. Mọi người giật mình vừa rồi băng nguyên cố ý xíu cợt Lãnh Nguyệt, giờ Lãnh Nguyệt lại bắt đầu trả thù. Lãnh Nguyệt, người đã mua được Tàn Nguyệt Bảo Đào vẫn còn 20.000 1.000 nguyên thạch trung phẩm sao? Lời băng nguyên lộ ra hàn khí cao mày. Tàn Nguyệt Đao kia đã làm Lãnh Nguyệt mất đi 10.000 2.000 nguyên thạch trung phẩm, có hay không người cứ thử thì biết. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, sắc mặt băng nguyên cứng đờ, trợn mặt không nói, không dám cược. Ngủ ngốc. Lâm Phong ngồi trên ghế mềm trào phúng nói một câu, tên băng nguyên này trực tiếp ra giá 20.000, kẻ ngốc cũng biết hắn bắt buộc phải có được yêu hỏa. Lãnh Nguyệt không có trêu đùa hắn thì trêu đùa ai? Tên băng nguyên này đúng là ngu ngốc. Nhiều người có cùng ý nghĩ với Lâm Phong, thầm kinh khỉ một câu, nếu hắn bắt buộc có thì vừa rồi còn đi khiêu khích Lãnh Nguyệt làm cái gì, là ai cũng trả thù hắn. 20.000 2.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng Nguyên mở miệng, 20.000 3.000 nguyên thạch trung phẩm. Lãnh Nguyệt lãnh đạm nói, 20.000 5.000 nguyên thạch trung phẩm. Băng Nguyên trầm mặc, giọng rét lạnh như băng, giá này vẫn còn quá thấp. Lúc này Lâm Phong đột nhiên lười nhác mở miệng,
26.000 nguyên thạch trung phẩm, 30.000 nguyên thạch trung phẩm. Bà Nguyên nói một cái luồng khí lạnh lẽo cuồn cuộn từ gian phòng trào ra, khiến nhiều người dùng mình. Bà Nguyên thực nổi giận. 30.000 tặng người đó. Lãnh Nguyệt cười nhạt nói, hắn không tăng giá nữa mà lúc này sắc mặt Bàng Nguyên là bình tĩnh, không chút vui sướng. 30.000 nguyên thạch trung phẩm là tất cả những gì hắn có. Nếu Lâm Phong nâng giá, hắn lúc nào không thể đấu giá được. Ta cũng không cần. Lâm Phong khẽ cười, biết là nếu tăng nữa Bàng Nguyên không đủ nguyên thạch thì chơi mất vui. Cuối cùng, với cái giá trên trời 30.000 nguyên thạch trung phẩm, Bàng Nguyên đấu giá được yêu hỏa thất vĩ yêu hồ. Được rồi, đấu giá hôm nay kết thúc, các vị có thể lĩnh bảo vật đấu giá được. Lam Kiều Điềm đạn cười lập tức lùi khỏi phòng đấu giá. Người đấu giá được bảo vật đều đứng dậy đi về phía đài đấu giá. Lâm Phong cũng đứng lên đi về cạnh tấm màn che phủ. Nhìn ra bên ngoài, khí tức hàn băng lạnh lẽo giáng xuống. Bằng nhường dẫm bước chân trên không, khi trải qua chỗ Lâm Phong, một luồng hàn ý bằng vách khủng bố đập tới Lâm Phong, sát ý lạnh thấu xương. Nhưng thân hình hắn chưa dừng mà lại đi thẳng tới đài đấu giá. Tuy mất 30.000 nguyên thạch trung phẩm, nhưng chỉ cần lấy được yêu hỏa thủy hỏa sa hỏa, dùng bí pháp của Băng Tuyết Sơn Trang, không người biết được, đột phá lên cảnh linh vũ, bước vào huyền vũ, như vậy tất cả đáng giá. Đào phòng lạnh thấu xương, một đạo hàn quang lóe lên, vang tiếng ầm ầm, phòng khách quý của Lâm Phong ầm ầm vỡ tan. Gian phòng của Lãnh Nguyệt nhất thời xuất hiện trước mặt, mà bức tường ở giữa ở Lãnh Nguyệt là dùng một đào chém nát. Người giỏi lắm. Lãnh Nguyệt lành lạnh nói một câu, sải bước bỏ đi. Bốn người Hạo Nguyệt Tông cũng cười lạnh, nhìn chằm chằm đám Lâm Phong, đồ không biết sống chết. Một kẻ thì thầm một câu, nhìn Lâm Phong với ánh mắt mỉa mai, Lâm Phong chết chắc rồi. Ở phòng đấu giá này bọn họ không ra tay, phòng đấu giá cũng không cho phép bọn họ chém giết thực sự, chỉ cần bước ra ngoài Lâm Phong chết chắc. Nhìn gì ta? Lâm Phong cười trêu tức, bốn kẻ này đứng đây theo dõi hắn không cần nói cũng biết là ý gì. Lâm Phong sải bước trên hư không thẳng tới đài đấu giá, lập tức đi phía sau. Hôm nay người thắng lớn nhất là Lâm Phong. Không ai nhận ra Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, hắn dùng có 2.000 nguyên thạch trung phẩm đấu giá được, hắn sao có thể bỏ đi. Mọi người tự lĩnh vật phẩm đấu giá của mình. Lúc Lâm Phong tới, Lam Kiều mỉm cười nói với hắn, công tử, ngài không cần thanh toán nguyên thạch, ngày mai ngài lại lấy số nguyên thạch có được từ đấu giá trừ đi trong đó. Ừ, Lâm Phong gật đầu, nhìn chiếc Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đang được khiêng tới. Công tử, lô đỉnh này là của ngài. Lam Kiều cười. Lâm Phong giơ tay vuốt về Thương Long Đỉnh, cảm giác mát lạnh truyền vào tay. Từ trong Thương Long Đỉnh này, Lâm Phong cảm nhận được một thứ khí tức xa xưa cực rõ. Tâm thần khẽ động, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh biến mất. Lam Kiều nhìn Lâm Phong cười nói, Lam Kiều có thể thỉnh giáo danh tính công tử không? Lâm Phong khẽ gật đầu với Lam Kiều. Lâm Phong mỉm cười, người lộ ra khí thế xuất trần hờ hững. Mọi người nhận lấy đồ vật lần lượt rời đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng đám người kia, Lam Kiều thì thầm một tiếng, lập tức nói, cha. Kiều Kiều không cần cha. Lam Kiều nói xong thì một người đi ra từ trong phòng, mỹ phụ trung niên với búi tóc cao ngất, xinh đẹp quý phái. Vân Di biết hắn sao? Lam Kiều nhìn mỹ phụ, dùng nửa đốt thành mỗi trận chiến thiêu đốt vài chục vạn tướng sĩ quân Ma Việt, xoay chuyển càn khôn, một mình một ngựa ngàn dặm cứu công chúa Tuyết Nguyệt, cưỡi ngựa xông vào hoàng thành cứu Liễu Thương Nàn, chém tiểu vương gia phong hầu bái tướng. Lâm Phong sớm là thanh danh hiển hách, sao ta không biết? Mỹ phụ khẽ cười có vài phần bất ngờ. Lâm Phong lại im lặng lửa lăm, không ngờ là xuất hiện ở thành cổ Thiên Lạc, hắn lợi hại vậy. Lam Kiều kinh ngạc, người thanh niên 17-18 tuổi sấp xỉ tuổi cô lại là làm nhiều chuyện oanh động như vậy. Kiều Kiều, hắn vẫn độc thân chưa hề đón dâu. Mỹ phụ cười như không nói ra. Lam Kiều giật mình cười đáp, phần gì lại giễu cợt con rồi. Đâu có Kiều Kiều, anh hùng xứng mỹ nhân, ta cảm thấy con với hắn rất xứng đôi, nếu còn có thể kéo hắn gia nhập chúng ta lại là chuyện tốt. Vân Di nhìn Nam Kiều mà Nam Kiều cũng cười lắc đầu, mắt lóe lên quang mang khác thường. Lâm Phong đi ra phòng đấu giá, tức thì mấy cái bóng đi sát theo sau, nhưng Lâm Phong làm như không phát giác, lòng khẽ cười. Hắn không nhanh không chậm bước khỏi Mộng Các tới Thiên Sơn Tửu Lâu. Lâm Huynh, sao đi nhanh thế? Ta và ngươi có vài chuyện chừa được. Một giọng vàng hàn khí kéo tới Lâm Phong, hắn không khỏi ngừng chân. Xin lỗi khiến người thất vọng, ta không có rảnh. Lâm Phong hờ hững nói, tiếp tục bước đi. Nhưng vào lúc này đằng trước Lâm Phong, một người khoanh tay ưỡn ngực, ngửa đầu lên trời nhìn thì thầm, há cớ vội vã bỏ đi. Từ xa đám người đi ra từ Mộng Các phát hiện sự dị thường bên này, kiếp sợ. Quả nhiên bước ra khỏi Mộng Các dù chỉ một bước, Bằng Nguyên và Lãnh Nguyệt đều không đợi được, bọn hắn há cắt thể thả cho kẻ đắc tội bọn họ Lâm Phong. Lãnh huynh, ân oán giữa hai ta tạm thời gác một bên thế nào?
Ba người nói với Đào công tử, Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt gật đầu lạnh nhạt nói: "Được, nhưng hắn chỉ một người mà chúng ta hai người làm thế nào?" "Điều này đơn giản, Lãnh huynh và ta cùng ra tay, coi ai giết hắn trước mà hai kẻ khác chúng ta mỗi người một đứa." "Được thôi, nhưng ta muốn ả kia." Lãnh Nguyệt đồng ý: "Không thành vấn đề, ả kia thoạt không tệ, tùy Lãnh huynh xử trí." Ba Nguyên cười tà, hai người kẻ sướng người họa, khiến cho những người đứng đằng xa là thì thầm lắc đầu. Hai người bọn họ là coi Lâm Phong là đồ chơi, bàn bạc xem nên đùa chết Lâm Phong thế nào. Lâm Phong ngàn vạn lần không nên trêu chọc hai kẻ này. Bằng Nguyên đệ nhất nhân, đệ tử hạch tâm bằng Tuyết Sơn Trang, còn có Lãnh Nguyệt, thiên tài Hạo Thiên Tông, được gọi là Đao công tử, há có thể là người thường. Hành vi khiêu khích bọn họ với Lâm Phong là muốn chết. Nhưng mà lúc này mọi người lại không phát hiện một vệt lạnh ý phóng thích từ trong mắt Lâm Phong. Sát ký lộ ra, hai kẻ này dám chọc ghẹo Mộng Tình. Nay Mộng Tình là nghịch lần của Lâm Phong, kẻ động nghịch lần giết. Chương 276: Thiên tài. Lâm Phong phóng thích lãnh khí không khiến cho Lãnh Nguyệt dao động. Hắn tà ác liếc Mộng Tình một cái, ánh mắt như đào. "Động thủ đi." Nói xong, Lãnh Nguyệt xông tới Lâm Phong, số bước ngắn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, hệt như gió lốc. Đất đá cuộn nền, sau đó là hóa thành bụi bặm dưới đào ý. Lãnh Nguyệt bước mỗi bước, đào ý trong không gian càng mãnh liệt. Mà khoảng khắc ngắn ngủi, hắn bước ra 10 bước, đào ý bén đến tận cùng, phát ra tiếng rít chói tai. Ngay khi Lãnh Nguyệt động, Băng Nguyên cũng động, trời đất là tà rơi xuống sương tuyết, bằng sương màu trắng khiến cho không gian như là bám trên một cái tầng hàn ý, lạnh lạnh, khiến người ta phát run. Hai người này thật lợi hại. Đám người từ xa khiếp sợ, Đào công tử, Lãnh Nguyệt sắc bén như đào. Băng công tử bằng Tuyết Sơn Trang trình độ rất sâu trong bằng tuyết, bằng thiên tuyết địa. Công pháp vận chuyển là khiến trời sinh, trời đất sinh tuyết. Hai người đều vô cùng lợi hại, không hổ là một trong những thiên tài trẻ tuổi nhất hiện nay. Đao này chém xuống chắc chắn là bị chém thành hai đoạn. Người của Ngạo Hạo Nguyệt Tông nói to, ngữ khí cao ngạo. Lãnh Nguyệt mà ra tay, ít kẻ có thể chống được ba chiều. Lâm Phong chắc chắn không thể tiếp nổi chiêu nào, giết ngay lập tức. Lâm Phong nhất định là bị hàn băng đông chết, máu toàn bộ kinh mạch đóng băng, cuối cùng chết. Người băng tuyết Sơn Trang lạnh lùng, Lâm Phong quá kiêu ngạo dám giết người băng tuyết Sơn Trang họ, còn khiêu khích Băng Nguyên, đúng là thèm chết. Để xem hắn tránh được bường sương tuyết đóng băng thế nào. Rất nhiều người cho rằng Lâm Phong chết. Một người vô danh hắn há có thể đối phó được công kích Đào công tử và Băng Nguyên liên thủ. Giờ xem ai có thể giết Lâm Phong trước. Cảm nhận đào ý sắc bén hàn băng lạnh lẽo, Lâm Phong bình tĩnh, chỉ có sát ý lạnh lùng trong mắt hắn không hề đổi. Chém! Đào ý giáng xuống, Lãnh Nguyệt cùng hét, nhất thời chữ chém vang vọng trong không gian. Sát ý sắc bén cuồn cuộn bao phủ lấy toàn thân Lâm Phong. Một đào quang rực rỡ như tia chớp xẹt qua trời cao, chém tới Lâm Phong. Chết đi! Lúc này Băng Nguyên cũng tới, hàn ý nở rộ, băng tuyết lan tràn trên người Lâm Phong. Hàn băng khí lạnh ăn mòn Lâm Phong, dường như muốn khiến hắn đông chết. Đồng thời là một trưởng lực hàn băng đánh tới Lâm Phong, lạnh như băng, cuồng bá. Giết! Lâm Phong ngẩng đầu, miệng phun chữ giết vô cùng rõ ràng. Giết, giết, giết! Dư âm vang vọng trong không gian, một cái luồng sát khí cuồng mãnh vô cùng lợ sộ, giống như muốn tiêu diệt chém hết thảy. Sát ý mãnh liệt khiến cho Lãnh Nguyệt và Băng Nguyên khẽ run, ngay cả đào ý sắc bén cùng băng tuyết rét lạnh đều yếu bớt, khí thế không bằng lúc nãy. Lâm Phong vọt tới Băng Nguyên như một cái thanh kiếm đâm phá tất cả, kiếm quang rực rỡ lóe lên. Hàn băng rung lên dữ dội lập tức ngừng. Đồng thời đao của Lãnh Nguyệt chém xuống lóe ánh sáng. Xuỳ một tiếng nho nhỏ vàng, thân thể Băng Nguyên trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Máu tươi phun ra cực kỳ đẫm máu. Đao của Lãnh Nguyệt trực tiếp chém đầu Băng Nguyên rơi xuống đất. Mặt đất ầm ầm rung lên, thân thể bị chém đôi của Băng Nguyên bay qua hai bên. Không gian đột nhiên trở nên yên lặng, không hề một tiếng động, mọi người sợ hãi chằm chằm nhìn thi thể bị chém đôi của Băng Nguyên kia. Chết rồi! Băng Nguyên bị một đao của Lãnh Nguyệt chém thành hai đoạn. Mọi người không thể tin được cảnh tượng, nhất là đám băng tuyết Sơn Trang. Đệ nhất nhân, đệ tử hạch tâm của Sơn Trang, Băng Nguyên với tu vị linh vũ cảnh tầng thứ 9, cứ thế mà chết, chỉ một chiều chém thành hai nửa, mà là do Lãnh Nguyệt chém. Điều này khiến bọn họ cảm thấy như xem hài kịch, không chân thật. Người thanh niên nói với thiên phú bá đạo vừa rồi đã chết. Người giết Băng Nguyên, đám băng tuyết Sơn Trang chằm chằm nhìn Lãnh Tuyết, hai tròng mắt đỏ ngầu. Đồ đần! Ngươi không thấy Băng Nguyên trúng độc thủ của hắn trước rồi mới bị ta chém chết đó sao? Nếu không sao hắn cả một kích cũng không tiếp nổi. Lãnh Nguyệt tức giận mắng. Lúc này hắn là khó coi sắc mặt, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái này ra tay ám toán Băng Nguyên,
làm Băng Nguyên chết dưới đao của hắn, dùng đao của hắn giết Băng Nguyên. Nếu giết kẻ khác, Lãnh Nguyệt thậm chí lười giải thích, nhưng hắn đây là giết thiên tài Băng Tuyết Sơn Trang, nếu không giải thích rõ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí khơi mào trận chiến giữa hai đại tông môn. Chống độc thủ của Lâm Phong. Đám Băng Tuyết Sơn Trang sửng sốt quay qua nhìn Lâm Phong. Người đánh nén Băng Nguyên sư huynh. Một kẻ trong đá mở miệng, nhất thời khiến cho nhiều người khinh thường. Đánh lén, Lâm Phong sửng sốt lập tức lắc đầu. Một đám ngu ngốc, mắt đều mù hết rồi. Vừa rồi Băng Nguyên tấn công hắn, nhưng người này không nhìn rõ hắn phản kích thế nào lại còn nói là đánh lén. Băng Nguyên giết hắn, hắn bị động đánh trả gọi là đánh lén sao? Các người đều phải chết. Lâm Phong bước chân ra, sát khí phóng ra, cảm nhận sát khí dày đặc. Người Băng Tuyết Sơn Trang hoảng sợ, sát ý thật sắc bén. Không tốt. Những người Băng Tuyết Sơn Trang nảy sinh dự cảm không tốt, chỉ thấy giải tím hùng mãnh từ người Lâm Phong trào ra. Những dòng sông tím phát ra tiếng rào rào, nhưng bên trong là chứa ý hủy diệt vô cùng đậm. Những xúc tu màu tím hóa thành trăm nhánh sông cuồn cuộn kéo tới đám Băng Tuyết Sơn Trang. Đây là thứ gì? Mọi người khiếp sợ. Những nhánh sông màu tím kia giống như con rắn vô ra ngoài. Đám Băng Tuyết Sơn Trang hoảng loạn bắt đầu cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng những cái con sông màu tím hóa thành trường xa, nhắm mắt cuốn lấy thân thể bọn họ kéo tới gần Lâm Phong. À! Tiếng kêu thét thảm thiết. Khi mà những con sông màu tím kia tuôn trở về người Lâm Phong, những tên đệ tử Băng Tuyết Sơn Trang biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, trực tiếp hồn phách bị cái màu tím kia ăn mòn ngay cả cặn cũng không thừa. Thật đáng sợ. Vũ hồn gì vậy? Biến thái quá. Mọi người ai lấy khiếp sợ vô cùng. Người Băng Tuyết Sơn Trang bao gồm Băng Nguyên đều đã chết hết. Băng Nguyên bị chém thành hai lửa, mà những người khác bị cắn nuốt cả xương cốt không còn. Những chuyện này xảy ra trước mắt thật chấn động lòng người. Bọn họ muốn giết Lâm Phong, mà là Băng Nguyên đao công tử Lãnh Nguyệt liên thủ. Chỉ nghe mắt Băng Nguyên chết, liên lụy tới người khác của Băng Tuyết Sơn Trang. Lâm Phong mà bọn họ muốn giết thì đứng đó. Phía sau là dải trường xà tím đong đưa lay động trong không trung như là yêu ma màu tím. Mọi người lúc này mới ý thức được Lâm Phong dám khiêu khích Băng Nguyên và Lãnh Nguyệt là vì hắn có thực lực hùng mạnh, làm con át chủ bài, thực lực mạnh hơn Băng Nguyên. Đây là một thiên tài là đáng sợ hơn cả Băng Nguyên. Tất cả mọi người thầm nói, quay qua nhìn đao công tử Lãnh Nguyệt. Lúc này Lãnh Nguyệt chằm chằm nhìn Lâm Phong với ánh mắt lập lòe bất định, tuy sắc bén như trước nhưng dường như không còn bá đạo. Đao kia của hắn không thể động được Lâm Phong, ngược lại bị Lâm Phong lợi dụng giết Băng Nguyên. Lâm Phong thật khủng bố, tự cao tự đại, không chịu nổi một kích, đúng là ăn hại. Lâm Phong nhìn thi thể Băng Nguyên, hờ hững nói một câu, lập tức quay qua nhìn Lãnh Nguyệt lở lụ cười lạnh. Người cũng thế nhỉ đào công tử, chỉ chừng đó mà thực lực cũng dám tự cao tự đại, không biết niềm sỉ là gì. Người thiên tài hơn ngươi còn rất nhiều cơ mà. Sắc mặt đào công tử trầm xuống thật khó coi, nhưng hắn không biết phản bác Lâm Phong thế nào, chỉ chằm chằm nhìn Lâm Phong. Lâm Phong rất mạnh, hắn phải cẩn thận đối phó. Chỉ một câu đơn giản, lấy đào uy hiếp bọn ta, trước mặt bọn ta người có tư cách gì mà dùng đao? Lâm Phong sải bước, sát ý vô hình gào thét, kiếm khí ùn ùn kéo tới Lãnh Nguyệt như vạn kiếm cùng đánh vạn kiếm, kiếm thế vô cùng khủng bố, kiếm thế còn bá đạo hơn, sắc bén hơn cả đào thế của Lãnh Nguyệt. Kiếm mới là vua của binh khí.